Qua wow, nhìn nó qua chị đi luôn trời. Nhìn qua chị đi luôn. Chị đi. Là tiền bây giờ là chín hết. Chị đi chung ký đâu đó chị đi. Tết nhất cái nơi là chị ơi. Lớn rồi. Buôn bán cả nhà. Tết nhất tới giờ năm đứa con phải mua quần áo Tết rồi. Chị đi. Chị đi đám cưới đâu chị này. Chị đi nghe. Cho khổ ra đi Hà Nội luôn về bữa giờ không thấy hả? Quên hả? Rồi đó phải đi Hà Nội mới có được câu này nha. Nãy giờ đều dép vậy mà không ai khen chưa? Bữa nào sao bị dính? Không, cái này đem ở nhà. Bỏ sách cái đem đúng không? Rồi, sách rồi. Rồi đi đi, đi chơi đi. Dạ, đây thì là bàn thờ của Bác Năm nè cả nhà. Rất là trang nghiêm luôn. Kinh tối với chị Loan. Quá trời đây nè. Chị Loan ơi. Bốn mắt luôn nè. Kinh tối với chị. Chị ơi. Chị Ni đang uống xì tinh mọi người. Chị Ni ơi. Chị Ni. Chị Ni. Hiện tại là chị Ni cùng chị Loan chuẩn bị đám cưới như cả nhà. Dạ, hiện tại thì chị Ni cũng chuẩn bị đám cưới thôi nha. Thì nếu lát nữa thì mấy chị đi mà Hậu Nhân được phép đi theo chung á, thì Hậu Nhân sẽ quay và chia sẻ cả nhà mình xem. Còn không thì Hậu Nhân sẽ ở nhà cũng như là quay chia sẻ cả nhà mình xem khung cảnh trước nhà. Tại bây giờ cũng khá tối rồi cả nhà. Bây giờ cũng gần 7 mấy rồi. Hiện tại thì sách Tam chuẩn bị chở hai chị đi cả nhà. Thì Hậu Nhân thì cũng đứng trước nhà thôi. Đi nữa nếu mà được đi theo chia sẻ thì Hậu Nhân sẽ đi theo chia sẻ cho nhà mình xem.
Đây, xe con xích tam rồi cả nhà. Đang ghe lại để rước mấy chị. Ủa, đủ không? Đây là đi xe ghế nha mọi người. Đi cảnh lên. Em đi lên đó nha. Thì mày đi dưới của tao mà. Đi kẻ nha. Em mới đi công chuyện gì. Mày để lát đi không mắc đâu. Đám được. Em mắc xe mày. Để mày đi kẻ nhớ ủng hộ kênh của anh. Đây là đi xe ghế đó. Được hết không? Đi theo được không? Không biết được không hả? Đẹp không? Mà có gì để chấp thở chứ tao có gì nhắn địa chỉ mà sao? Ờ về Chí Cảnh ơi. Dạ. Qua nha. Tam thanh tên ba miền đâu? Tại em cái rồi thôi cả nhà đi ăn rồi cả nhà đó. Tên Để cho Nguyên ông đẩy vô vô. Đi hết rồi bà. Không? Long. Long. Long em đứng lại như ngãi đây Long, em dựa vô cửa cái anh cho anh xin tấm hình cho Long, dễ thương á. Quá trời dễ thương luôn. Ba nói rồi để em vô cầm một cầm trái em ngon hơn, dạ rồi tháo được. Nghe không anh? Quá dễ thương luôn cả nhà. Về còn lấy không còn thì thôi nha. Bye bye nha. À, chị đi cũng già, chị Loan cũng vào bên trong rồi cả nhà. Bây giờ thì xe chị đi đám cưới.